Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Trần Đức Tài cho hay số vụ nhập cảnh trái phép gia tăng, công an đã phát hiện 114 người nhập cảnh trái phép vào thành phố, trong đó phần lớn là người Trung Quốc. Tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều 3 tháng 8, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết số vụ nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng những ngày gần đây. Đến ngày 3 tháng 8, lực lượng công an đã phát hiện 114 trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một nam giới sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có dấu hiệu đưa khoảng 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh. Những người này sau đó đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, lực lượng công an đã phát hiện một người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nghi vấn có liên quan đến đường dây trên. Ông Tài cho biết Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thu thập chứng cứ và sớm khởi tố vụ án, đưa ra xét xử. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần tuyên truyền để những người về từ vùng dịch phải tự cách ly, nếu không tự cách ly thì hàng xóm phát hiện và yêu cầu cách ly, đồng thời kiểm soát được người nước ngoài nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh. Khi phát hiện người nước ngoài sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mà không rõ tạm trú thì phải báo ngay cho cơ quan công an. Nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý nghiêm những người tổ chức xâm nhập trái phép, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh nếu có đầy đủ chứng cứ phạm tội của những người tổ chức nhập cảnh trái phép thì sớm khởi tố. Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt cao điểm rà soát người tạm trú trên toàn thành phố trong tháng 8, ngày 15 8 có báo cáo lần đầu, 30.8 báo cáo lần thứ hai, qua đó yêu cầu chủ cơ sở lưu trú phải khai báo đầy đủ. Những ngày gần đây, công an các quận như quận 5, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Bình Tân liên tục phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh.